I want money. Yeah, yeah. Money, not exactly. No, I give money. Yeah, I give 1,000. No. 1,000. I know it. No. Money. Money for what? I give her money already. This one. I give her money already. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ mời tất cả các bạn là cùng với mình đi một cái hành trình đi từ thủ đô của Kenya là Nairobi và đi tới thủ đô của Uganda là Kampala. Thì cái lộ trình hôm nay là mình sẽ đi bằng xe khách các bạn ạ. Đây con xe của mình hôm nay đi đây. Đấy, hành trình hôm nay sẽ là gần 700 km. Bây giờ là 5 giờ chiều thì tầm khoảng 7 giờ sáng ngày mai là mình sẽ về tới thủ đô của Uganda. Một hành trình rất dài đấy các bạn. Chỗ này là cửa khẩu biên giới giữa Kenya và Uganda đây. Thì mình tới đây là tầm 4 giờ kém. Thì làm thủ tục các thứ xong là bây giờ là 4 giờ 10 các bạn ạ. Thì vào trong này thì nhập cảnh vào Uganda thì người ta cần thêm cái giấy gọi là giấy vaccine sốt vàng da. Nhưng mà cái đấy thì mình đã chuẩn bị sẵn ở Uzbekistan rồi. Visa thì mình có xin cái cụm Đông Phi ấy là Kenya này, Uganda này và Rwanda này. Thì xin một cái visa đấy, một cái visa là mình có thể đi được ba nước này đấy, trong vòng 3 tháng. Nên là vào đây chỉ cần đóng dấu mộc thế là xong thôi. Giờ đang chờ kiểm tra nốt những cái hành lý bên ngoài kia thì mình có thể đi vào trong thủ đô của Uganda. Biên giới thì cách thủ đô của Uganda là có 200 cây nữa thôi. Bây giờ đây là mình đã về tới khách sạn ở Uganda rồi các bạn. Đây, thủ đô của Uganda đây. Thì cái lịch trình của nó là hơi bị chậm một chút do là đi đường cũng tắc đường rồi làm thủ tục cũng hơi quá giờ. Nên bây giờ là 1 giờ chiều mình mới tới được Kampala. Và đây thôi thì sau một quãng đường dài ngồi phải mười mấy tiếng ở trên xe thì hôm nay mình cũng hơi mệt. Đấy, phòng của mình, khách sạn của mình đây. TV đầy đủ. Nhà tắm, có nước nóng đàng hoàng. Đấy, rồi bên ngoài có cả ban công luôn này. Rất thoải mái. Đây, một góc của Kampala đây. Thì bây giờ là mình tắm rửa nghỉ ngơi đã, xong là mai sẽ đi tìm những cái gì thú vị trên đường ở trong Kampala này. Mình sẽ quay để chia sẻ cho các bạn nhé. Hẹn các bạn vào ngày mai. Đây, chỗ này là cái chợ Owino. Thì nghe mấy anh ở trong khách sạn nói là trong này có rất nhiều những cái đồ ăn đặc trưng của người Uganda. Nên là mình có đến đây để mình tìm cái đồ ăn để thưởng thức. Đất nước Uganda này thì mưa cũng khá nhiều và nhiều cây cối nên là những cái đồ ăn, những hoa quả là ở đây cũng nhiều lắm. A brother, do you know where I can buy the food? What? Food. Food to eat. Yeah, food to eat. Is this way? Ah, okay. Ah, thank you. Tiếng Swahili và tiếng Anh ở đây là hai ngôn ngữ chính. Đấy, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thứ hai ở trong đất nước này á. Nên là đến đây mọi người cũng nói tiếng Anh rất nhiều. Cũng khá thoải mái. Khoai sọ, rồi khoai lang, rồi sắn ở đây cũng đầy đủ luôn, bí ngô. Quá trời luôn. Một củ to nhá, đất ở đây là khá màu mỡ đấy các bạn. Không phải khá màu mỡ là rất màu mỡ luôn. Nhìn trên bản đồ là Uganda là nói chung là cây xanh bao phủ toàn đất nước luôn. Cái
Okay. Here and over there. Okay, thank you. Ok, thì đây có một cái đồ ăn gì đấy để mình vào thử xem ạ. Hello. I want to order some food to eat. Can I see the food? What? We don't have food. You don't have what? We don't have food. You don't have food? Thì mình cũng định đi vào để xem đồ ăn trước rồi là quay. Nhưng mà có vẻ chị đấy là cũng không thích là mình quay, nên là chị bảo là ở đây chị không có đồ ăn. Ở đây có vẻ mọi người là cũng không thích là quay phim chụp ảnh rồi các bạn. I come here to eat, right? Okay. Vlogging, so. Hello. Okay, so I buy the one chapati. 1,000. Chapati. Hello. I recording, no problem. It's problem. Problem? Yeah. Just for memory. Yeah? For memory. It's okay? No. No? You switch off. So where I can eat, bro? If I switch off. Cái này ở đây có hai kiểu ăn các bạn, một là kiểu là chapati như anh này đang làm để cho những cái đồ ăn này vào, hai là kiểu là commando đấy. Thì anh ấy sẽ cắt nhỏ ra rồi anh cho những cái nước sốt này vào. What is inside you have? Beans. Yeah. And anything? Beans and the chapati. We cut, we put beans that commando. Okay. Rồi mình sẽ thử món này đầu tiên nào. Where? Okay. Đây mình sẽ ăn luôn ở đây các bạn ạ. Thì vì đây là đồ chỗ chợ mà các bạn, thì ở đây mọi người cũng chỉ kiểu như là ăn tranh thủ ấy, nên là có ở đâu thì mọi người sẽ ăn ở đấy. Và cũng có thể là mang ra những cái hạp sạp hàng hóa cho những người bán hàng người ta ăn đấy. Anh nhập ra tùy tục này. Ở nhà thì gia đình mình cũng hay đi bán hàng ở ngoài chợ ấy. Mẹ mình cũng hay bán kiểu ở chợ nên là cũng hay ăn uống kiểu này. Cũng không có gì ấy cả. Đấy, chapati này. Rồi mình sẽ thử ăn. Kiểu đồ ăn nhưng mà ăn nó hơi chapati mọi người là nấu hơi mặn một chút. Quả này kiểu như quả cà vậy á. This one is lolex. Eggs with chapati. I don't know what to say. I commanded a precise name. Maybe you let another good. I will go. But you are not going to do this. We are going to be good about this. Tại vì Uganda này có cái hồ Victoria là cái hồ khá lớn, nên là những cái loại cá này là cũng từ hồ Victoria.
Ôi. Ở đây rất nhiều đồ này. You have something to eat? Huh? I want buy something to eat. Okay. Mình không hiểu sao chị ấy có vẻ là khó chịu với cả cái máy quay mình, mặc dù mình có đang gọi đồ ăn các bạn. À, sister. Sister. I'm eat here. Okay. Ah, yeah. I see first, okay. Huh? Food. Khoai lang các bạn ạ. Khoai lang không biết cả cái gì đây. What is this, sister? Ugali. Đây, ở đây mọi người là ăn cơm, cũng ăn cơm luôn các bạn đây. Đấy, cơm trắng như ở Việt Nam mình thôi. Và đây cái vàng này mình nghĩ là khoai lang. Và đâu cái trắng này mình nghĩ là cái kiểu như là bột bột ngô người ta nghiền ra đấy các bạn. Đây, mình sẽ thử cái trắng trắng này, không biết là cái gì đây. Cái trắng này là cũng là cơm các bạn ạ. Nhưng mà mọi người có chế biến theo kiểu khác, là mọi người có nghiền ra. Khoai lang. À không phải, mình xin lỗi. Đây kiểu như là khoai môn chứ không phải là khoai lang các bạn ạ. Mọi người có nghiền ra này. Đây là thịt dê. Cái đặc biệt ở đây là mình thấy là xung quanh đây người ta nấu ấy, người ta thường cho cái lá chuối này người ta ủ vào để cho có mùi thơm của lá chuối ấy. Mấy quán luôn, bên này ấy, trước cũng có này, bên này cũng có này. Mình không hiểu tại sao mà mọi người ở đây là cực kỳ là không thích quay phim luôn ấy. Mặc dù mình cũng chả quay người ta mấy đâu, mình chỉ quay đồ ăn thôi. I want it. I want it. Okay. Fish. Fish. What is inside? Food. Also. Yeah. Also. Can I try it? Yeah. Đây. Mới đầu mình ăn là tưởng mình nghĩ đây là sắn chứ không phải là gạo các bạn ạ. Money. Ah, ok. I want money. Yeah. Money, not exact money. No, I give money. Yeah, I give 1,000. No. 1,000. I know it. No. No, what? Money. Yeah, for a
Money. Money for what? I give her money already. This one. I give her money already. You go. The money. Just come. Mình không hiểu sao đấy, mình vào mình xem, mình cũng cho tiền rồi, mấy cái thằng này vào đòi thêm tiền. Chán. Mấy ông này. Kiểu vào ấy, mình đã tỏ ý là mình không ăn, mình chỉ quay thôi mà. Tại vì người ta mời mình vào đấy các bạn. Người ta mời mình vào, bảo ở đây vào đây quay đi. Đấy, xong là mình cũng biết đấy, mình đưa cho tiền rồi, xong mấy cái bà đứng ngoài lại vào chạy vào đòi tiền. Ghét thật. Thôi rồi. Mình để tìm tiếp xem mà có món gì lạ lạ ở đây mình quay cho các bạn. Thì ở đây tất cả cả cái khu này đây đều là bán đồ ăn cả. This is for eating, right? Can I come and see and check? Yeah, you go and you see. Yeah, thank you. Yeah. Okay, so this you can eat now, right? No. You can't. Prepare this and that's where we get food is from. And I'm going to prepare them tomorrow morning. Tomorrow morning. Oh. Okay, I think can eat now. I buy it, but. Thank you, bro. Đây là cái đồ này kiểu anh ấy... Ok, chào mừng. See you. Đây là kiểu như bột mì đấy các bạn. Chưa có ăn được. Ở đây mọi người chỉ bán cơm với cả cá rồi các thứ ăn cùng với cơm thôi các bạn. Cũng không có gì đặc sắc ở đây cả. Trong chợ cũng có những cái chỗ mà lấy nước ở công cộng như vậy á, để cho mọi người dùng nước sinh hoạt. Đây, các bạn nhìn củ khoai lang này to. Đây, chị có bán sắn này, khoai này, chuối. Ở đây chuối người ta cũng luộc, người ta ăn luôn này. Khi mà đến những cái ngôi chợ mà lớn khác, ví dụ như ở Ethiopia này hay là Kenya, thì mình thường nghe những cái lời cảnh báo là ở đây rất nhiều trộm cướp hay như thế nào ấy. Nhưng mà đến nơi này thì không có ai có cảnh báo mình cả.
Chỉ có mỗi điều một cái là mọi người không có thân thiện về cái việc gặp cái người lạ như mình mà đi trên đường kiểu quay phim hay như thế này thôi. Còn lại mọi thứ thì chắc là sẽ ổn hơn ở những cái ngôi chợ lớn khác. Ngon. Không biết rau gì luôn. Cái chợ này là cái chợ lớn nhất ở trong thủ đô này rồi. Mà đi vào cái khu vừa nãy là cái khu ăn uống ấy các bạn. Thì mình nhìn đơn giản cũng chỉ có vài món như vậy thôi. Và cũng như mấy nước châu Phi khác thì mọi ở đây mọi người cũng cố gắng để xin tiền mình thôi. Ở đây trái chanh leo này. Đấy, trong chợ thì ai mà bán hàng, mấy chị mấy cô bán hàng thì có thể vào cái chỗ như vừa nãy mình ăn đấy, để gọi đồ ra để ăn. Với riêng cái cảm nhận của mình thì khi mà mình đến một đất nước nào vậy, tuy mà đồ ăn nó không ngon một chút hay là thiên nhiên nó cũng không đẹp mà một chút, nhưng mà người dân nếu mà thân thiện thì mình cái khả năng mình quay lại là rất cao. Bây giờ như cái trường hợp hôm nay chẳng hạn, mình lại nhớ kiểu như liên tưởng đến cái cảnh Việt Nam mình. Tại sao thiên nhiên biển rừng núi rất đẹp nhưng mà làm du lịch thì vẫn thua Thái Lan. Thái Lan thiên nhiên người ta không đẹp như mình này, đồ ăn thì nói chung là cũng xem xem như Việt Nam mình này, nhưng mà tại sao Thái Lan rất thu hút khách du lịch nước ngoài. Thì bản thân mình đến Thái Lan là cũng phải 4-5 lần rồi, nên là mình thấy mọi người đấy cực kỳ thân thiện, nên là mình cứ muốn kiểu quay lại ấy, cảm tưởng nó thoải mái ấy. Nên là mình nghĩ là du lịch Việt Nam mình là hay kiểu chặt chém khách du lịch ấy, nên cái khả năng phần trăm người ta muốn quay lại là cũng ít. Ở đây bán đồ thịt nướng. Giữa những cái chỗ mà truyền thống như vậy thì ở đây cũng có những cái gian hàng kiểu như người ta quy hoạch này. Mỗi người một gian hàng để bán hàng. Đằng xa dưới gầm cầu kia cũng có mấy người là chọn cách là ở xuống dưới đấy để gọi là đánh giày rồi bán hàng luôn. Ở dưới này cũng có luôn. Hello. Nước ở khá bẩn các bạn ạ. Con cu con này nó đang chặn lại những cái đồ này để clean đúng không? Nó chặn lại những cái dòng nước này để xem có những cái chai nước nhỏ bằng nhựa không để chúng nó lấy, chắc là bán ve chai vậy. Uganda thì đất nước này cũng nghèo thôi các bạn. GDP của người ta chỉ tầm $900 cho một người thôi. Ở trung tâm của thủ đô này thì không quá nhiều cái nhà cao tầng, nhưng mà cái nhà mà trung bình kiểu này thì cũng khá nhiều các bạn ạ. Uầy, nhìn cái con phố này nhìn trông hoành tráng lắm. What are you doing? I visit here. Huh? I visit.
video. Thank you. Nhìn những cái tòa nhà san sát này xong là mọi người bán hàng ở đây nhìn cũng khá sinh động đấy. Đây là đất nước châu Phi thứ ba mình đi tới. Và mình thấy một điều là trên đường người ta ở đây người ta bán mía khá nhiều. Nhưng mà đặc biệt là người ta chỉ cắt thành khúc thôi các bạn. Còn ở đây người ta không có kiểu là có cái máy xay nước mía như ở Việt Nam mình nhá. Ở đây thì mọi người có vẻ là không có xảy ra nhiều cái tệ nạn mà trộm cướp ấy. Nhưng mà mình thấy là người dân ở đây là cũng không được thân thiện cho lắm các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay mình đã cho các bạn xem qua một cái xung quanh cái cuộc sống ở trong Kampala rồi đấy. Giờ mình đang bắt Uber đi về lại khách sạn đây. Rồi, hẹn các bạn vào tập sau nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Thank you.